Anavaramanesika padang samadhiyami kamesumicchacara Veramanesika padang sadhiyami musavada Veramanesika padang samadhiyami Surameraya machappamadathana Veramanesika Banati bata veramani sikha padang samadhiyami adinnadana veramani sikha padang samadhiyami kamesu micchacara Ramani sikha padang samadhiyami musavada ve ramani sikha padang samadhiyami surameraya macchappamadathana ve ramani sikha padang samadhiyami Ima ni pancha sika pada ni sadukang katoa apamadena ni cakalang samaraki tapang. Silena sukatin janti, silena poka sambada, silena niputin janti, tasma silang viso thaya. Chư thiện tính nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch, phải vẫn giữ hành theo cho đến trọn đời, không nên dễ vui. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ ấy nên chư thiện tín phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nha. Dạ, mô Phật, trước hết con xin kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, kính lễ chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý cô và tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, suy nghĩ có lẽ tối nay lớp sinh hoạt tùy duyên hả? Thì trước khi lớp sinh hoạt tùy duyên đó, tùy duyên thưa sư xin nhắc lại một chút xíu thôi, chút xíu về trong cái bài kinh pháp môn căn bản đó. Đức Phật dạy đó, có bốn hạng hiểu biết nha, có bán bốn hạng. Hạng thứ nhất là hiểu biết của phàm phu. Phàm phu là hiểu biết các pháp, hiểu biết là qua cái tưởng, qua cái tưởng thôi. Rồi cái hiểu biết thứ hai đó gọi là trí trí, cái người gọi là trí thức đó ha. Còn cái hiểu biết thứ ba đó là thắng tri. Thắng tri là của các bậc thánh. Các bậc thánh, từ bậc thánh hữu học á, tức là hiểu về các pháp vui là vô khổ vô ngã đó, tức là hiểu Phật pháp á, mà bậc thánh gọi là thắng tri. Còn hiểu biết mà rốt ráo á, gọi là liễu tri. Liễu tri là của bậc thánh A-la-hán đó. Thì quý vị nhớ có bốn hạng hiểu biết á. Thứ nhất là tưởng tri. Tưởng tri là những phần gọi là chúng sanh gọi là phàm phu á, là hiểu biết các pháp qua tưởng tri thôi, cho nên là đau khổ lắm, mà tham ái chấp thủ si mê dính mắc đau khổ. Còn cái hiểu biết mà cao hơn một chút á, cái đó gọi là hiểu biết của trí thức á, thì nó cũng gọi là thức tri, cũng là phàm nhân thôi, nhưng mà họ có một cái hiểu biết qua cái sự học hỏi. Còn hiểu biết cao hơn chút đó là thắng tri. Thắng tri là những người có đi học Phật pháp, có cái sự hiểu biết các pháp là vô thường, khổ, vô ngã. Nói chung là họ có học Phật pháp đó, mà họ có đắc, có chứng đắc tầng thánh thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, gọi là hiểu biết của thắng tri. Và
thứ tư là liễu tri. Liễu tri là cái sự hiểu biết rốt ráo của các bậc thánh a la hán và đức phật đó. Thì sư sư nhắc một chút xíu như vậy đó, thì để cho quý vị thấy cái sự học Phật pháp đó, là nó rất rất là quan trọng. Bởi vì mình học Phật pháp mình mới có trí. Cái trí này đó là cái trí nhờ học Phật pháp, rồi nhờ có thực hành Phật pháp, rồi có trải nghiệm, có chứng đắc, chứng đắc chân lý tứ diệu đế đó, khổ, nguyên nhân khổ, hết khổ và bát chánh đạo. Thì quý vị nên nhớ cái điều này rất là quan trọng ha. Cho nên cái việc học kinh, tức là văn tư tu, là ba cái điều rất là quan trọng. Rồi bây giờ mời MC nha, sư gửi mic lại cho quý vị sinh hoạt. Kính chúc quý vị sinh hoạt được an vui. Rồi mời MC. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ hôm nay là tới ngày thứ tư sẽ là lúc chúng ta lại ôn pháp với nhau về môn vi diệu pháp căn bản. Dạ bây giờ phần 1 là như xin kính mời chị Kim Nhung có thể post lại 4 tâm tham để chúng ta đọc lại. Dạ Nguyên Như con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm có thể làm đầu tàu để đọc một lần nữa bốn cái tâm bất thiện. Dạ bốn hả chị? Chị bỏ sáu lên. Dạ bốn tâm tham bất thiện. Dạ sư Hà muốn đọc 8 luôn hả? Hà Nguyên Như sợ dài quá mình đọc không kịp đó. Muốn 8 cũng được, mà 8 là sẽ nhiều giờ lắm nha mỗi người. Nếu mà muốn thì quý vị có thể 8 rồi mỗi người đọc 4 cũng được. Dạ con xin dâng mic lại cho sư Thanh Tâm để sư có thể đọc lại trước khi mà cả lớp đọc theo bạch sư. Dạ con xin dâng mic lại cho sư ạ. Rồi, dạ cảm ơn nha. Cảm ơn cô Phật tử Kim Nhung. Sư xin đọc trước. Sư nghĩ sư đọc 4 thôi, còn vị kế tiếp đọc 4 cái còn lại ha. Lô phá mút chá chít tá, xin lỗi, lô phá mu lá chít tá là 8 tham, su ma na sa sa ga tăng đít thí ga tá sam ba yut tăng á căn á sang kha rí căn thọ hỷ hợp tà vô trợ. Số 2 là su ma na sa sa ga tăng đít thí ga tá Sambayutang xá sang kha rí căn thọ hỷ hợp tà hữu trợ. Số 3 là sumanasa xá gá tăng đức thí gá tá quyết bá yút tăng á sang kha rí căn thọ hỷ ly tà vô trợ. Số 4 sumanasa xá gá tăng đức thí gá tá quyết bá chút tăng xá sang kha rí khăn thọ hỷ ly tà hữu trợ. Rồi mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha, con kính lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính lễ sư Thanh Tâm, con kính lễ quý sư, con kính lễ đạo tràng. Dạ, con xin đọc bốn tâm tham. Lô ba mu la citta tâm tham. Một, so manas sahagatang ditti gata sambayuttang asankharikang thọ hỷ hợp tà vô trợ. Hai, so manas
sasahagatang dittigata sambayuttang sasangkarikang thọ hỷ hợp tà hỗ trợ. Ba, somanas sasahagatang dittigata vipayuttang asangkarikang thọ hỷ hợp tà vô trợ. Bốn, somanas sasahagatang dittigata vipayuttang sasangkarikang thọ hỷ hợp tà hỗ trợ. Dạ, con xin xuống mic. Dạ, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Dạ, con là Lý, con xin kính chào chư Tăng, kính chào các chư Tăng Ni, các kính chào tất cả đạo tràng. Muốn đọc sau thấy có cái phần post nào đó mà nguyên cái đoạn nó trống trơn ở trong máy, chắc phải đọc lại cái đoạn của Sư Nam và anh Mỹ đọc chứ. Chứ không biết có cái 8 không, mà chỉ thấy có cái 4 này thôi, còn cái phần sau thấy trống trơn. Một đoạn thôi đọc. Dạ, Lô Pa Mú Lá Chích Tá, số 8 là 8 Tâm Tham, số 1 là Sô Má Ná Sá Sá Há Gá Tăng, Dích Thí Gá Tá Sâm Pa Yú Tăng, A Sang Khá Rí Căng, Thọ Hỷ Hạp Tà Vô Trợ. Số 2, Sô Ma Na Sa Sa Ha Ga Tăng Dít Thi Ga Ta Sam Pa Yu Tăng Sa Sang Kha Ri Căng, Thọ Hỷ Hợp Tà Hữu Trợ. Số 3, Sô Ma Na Sa Sa Ha Ga Tăng Dít Thi Ga Ta Vip Pa Yu Tăng Sa Sang Kha Ri Căng, Thọ Hỷ Ly Tà Vô Trợ. 4, Sô Ma Na Sa Sa Ha Ga Tăng Dít Thi Ga Ta Vip Pa Yu Tăng Sa Sang Kha Ri Căng, Thọ Hỷ Ly Tà Hữu Trợ. Yeah. Oh, có đoạn gì dưới nữa nè. Có đọc thêm nó luôn không hay là xuống dùng cho người khác? Dạ, đạo tràng có nghe rõ không ạ? Dạ, xin đọc So manasa sahagatang ditthi gatam sam gatasam pajuttang asang asakha Rí Căng là tâm thọ hỷ hợp tà vô trợ. So manasasahagatang dittigatasambayuttang sasangkarikang là tâm thọ hỷ hoặc tà hỗ trợ. So manasasahagatam dittigatavit bayuttam asankarikam là tâm thọ hỷ ly tà vô trợ. So manasa sahagatang dittigata vipayuttang sasangkarikang là tâm thọ hỷ ly tà hữu trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ. Upakkha sahagatang dittigata sam dit thi gata sam bayuttang asankarikang là tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ. Upakkha sahagatang dittigata sam bayuttang
Sasankarikam là tâm xã hợp tà, tâm tham thọ xã hợp tà hỗ trợ. Upakha sahagatang dittigata vipayutang asankarikam là tâm tham thọ xã ni tà vô trợ. Upakasagatang dittigatavipayutang sasankarikang và tâm tham thọ xã ly tà hỗ trợ. Dạ, con xin xuống mic ạ. Dạ con nam mô Bụt Thầy giá, nam mô Tham Ma giá, nam mô Sang Khai giá. Dạ con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn anh Chánh Tâm nhường trước ha, anh lên kế ha. Dạ con xin trả bài. So mana sa saha gatang dithi gata sa dithi gata sambayutang asankhavikang thọ, tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. 2. So manasa sahagatang ditthi gata sambayutang sasankharikang tâm tham thọ hỷ hợp tà hỗ trợ. 3. So manasa sahagatang ditthi gata vipayutang asankharikang tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. 4. So manasa sahagatang ditthi gata vipayutang sasankharikang tâm tham thọ hỷ ly tà hỗ trợ. Dạ để nhường cho anh Chánh Tâm đọc tiếp cái phần tâm tham số 5. Dạ, mô Phật, con Quan Phan, con kính lãnh lễ sư Thanh Tâm, con kính chào ông Năm bà Năm, con kính chào đạo tràng. Sau đây con xin đọc tiếp cái phần câu số 5. Úp bát ca sa há gá tăng đích thí gá tá sầm báp chút tăng sa sằng á sằng kha lý cần. Úp bát ca tâm thôi con xin sám hối. Tâm tham thọ xã hợp tà vô trợ. Úp bát kha xá há gá tăng đích thí gá tá sầm bát chút tăng xá sằng á xá sằng kha rí cần. Tâm tham thọ xã hợp tà hỗ trợ. Úp bát kha xá há gá tăng đích thí gá tá quyết báp chút tầng á sằng khà lý cần. Tâm tham thọ xã ly tà vô trợ. Úp bách khà xá há gá tầng đích thí gá tá quyết báp chút tầng xá sằng khà lý cần. Tâm tham thọ xã ly tà hỗ trợ. Dạ con xin xuống bích ạ. Sau đây mời anh Chánh Tâm. Dạ, con xin kính chào, con xin kính đánh lễ ba ngôi tam bảo à, và con xin kính đánh lễ sư Thanh Tâm, và con xin kính chào đạo tràng à. Dạ, cảm ơn Hà Duy Quanh ha, mình đọc nha. Dạ, xin đọc tấm tâm tham. Somanasa sahagatam ditti gata sambhajutam asankarikam tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Somanasa sahagatam ditti gata sambhajutam sasankarikam
tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ. Số ma na xá xá ha ca tầm đít tí gá tá vip ba du tầng á sáng ca ri cầm tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. Số ma na xá xá ha ca tầm đít tí gá tá vip ba du tầng xá sáng ca ri cầm tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ. Dạ, con đọc xong rồi, con xin xuống mic ạ. Xin cảm ơn ạ. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, con Nguyên Trang. Một lần nữa con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm. Kính chào Đạo Trang. Dạ, mọi người muốn lên đọc cái phần mà phần sau chưa đọc thì cứ lên nha. Rồi mời chiếc lá mùa xuân lên đọc phần nữa đi ha. Rồi, con xin xuống bích ạ. Dạ, mời Đạo Trang. Dạ, con xin đảnh lễ. Con xin kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm. Con xin chào Đạo Tràng. Hồi nãy con mắt của con bị dầu vô, con không thấy đường. Giờ con xin đọc lại. So manasat sahagatang tithigatasang payutang asankarikang là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. So manasa sahagatang tithigata sambayutang sasankarikang là tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ. So manasa sahagatang tithigata vipayutang asankarikang là tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. Dạ, con xin xuống mic, con mời người tiếp theo ạ. Alo ạ. Dạ. Alo, không biết đạo tràng nghe ạ. Dạ, cảm ơn. Con xin đọc tiếp và bốn tâm tham thọ xả. Ubekha sahagating dithigata sambayutang asankharikang tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ. 6. Ubekha sahagatang dithigata sambayutang sasarikang tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ. 7. Ubekha sahagatang dithigata vipayutang asankharikang tâm tham thọ xả ly tà vô trợ. 8. Ubekha sahagatang dithigata vipayutang Vajuttang sasankharikang tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ. Dạ, con đã đọc xong, con xin xuống mic ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, con xin đọc bài ạ. Dạ, rồi Nguyên Trang đọc bài xong rồi Nguyên Như sẽ vào phần học ha. Dạ. Nguyên Trang xin đọc chậm rồi đạo tràng nghe ha. Rồi ví dụ như mình thấy mình sai chỗ nào thì sửa ha. So manas sasahagatang tithigatasam payuttang asankharikang tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Số 2. So manas sasahagatang dithigatasam payuttang sasankharikang tâm tham thọ hỷ hợp tà hỗ trợ. Số 3. So manas sasahagatang dithigata vipayuttang asankharikang tâm tham thọ hỷ ly tà hỗ trợ. Số 4. So manas sasahagatang dithigata vipayuttang tăng sasankharikang tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ. 5. Upekkha
sahagatam dittigata sampayuttam asankharikam. Tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. 6. Upekkha sahagatam dittigata sampayuttam asankharikam. Tâm tham thọ hỷ hợp tà hỗ trợ. Số 7. Upekkha sahagatam dittigata vipayuttam asankharikam. Tâm tham thọ xả ly tà vô trợ. Upekkha sahagatam dittigata vipayuttam asankharikam. Tâm tham thọ xả ly tà hỗ trợ. Dạ, Nguyên Trang đã đọc xong. Sau đây Nguyên Trang kính mời Nguyên Như nha. Không biết hồi nãy anh Mỹ đọc chưa anh Mỹ? Nguyên Trang không nghe anh. Dạ, Nguyên Trang xin xuống mic à. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, con kính chào đạo tràng. Dạ, hồi nãy mình đọc rồi Nguyên Trang. Mình xuống mic nha. Dạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Cả nhà đọc hết chưa? Hình như là kỳ âm chưa có lên phải không hả? Hình như còn thiếu kỳ âm nữa. Kỳ anh giơ tay lên đọc hay kỳ anh? Nguyên Như nhường mic cho kỳ anh nha, giơ bàn tay lên nha. Còn có một mình em thôi. Tha hả? Ok, thôi vậy tập kỳ sao? Kỳ sao hả? Ok. Dạ, Nguyên Như xin kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm một lần nữa. Dạ, hôm nay mình sẽ tiếp tục ôn bài. Nguyên Như xin quay lại một chút cái phần hôm bữa mình học về cái nghĩa chế định đó quý vị. Có lấn cấn ở một cái chỗ đó là cái danh từ Pali của danh chế định. Thì ở trong cái bản niêu mình thấy nó gọi là Na Má Tành Nhất Tí. Nhưng mà khi về cái chữ đầu tiên của cái về cái danh chơn đó quý vị, thì trong cái bản của thầy kinh ghi là Vichcha Ma Ná Banh Nhất Tí, còn phi danh chơn là Á Vichcha Ma Ná Banh Nhất Tí. Cái chỗ đó nó không có sai, nhưng mà tự gì khi mà mình nói danh chế định á, thì Na Má là chữ N đi đằng trước, còn khi mà mình nói chữ danh chơn chế định á, thì Vichcha Ma Ná là chữ anh M đi đằng trước. Nhưng mà hai cái chữ đó tình thực là nó là như vậy, nó đổ tới đổ lưu nhưng mà nó không có trật nha quý vị. Nó giống như cái bản mà Nguyên Như gửi ra hồi đó đó. Nếu quý vị có thấy hôm bữa thì sau đó thì Nguyên Như có hỏi một Sư Maitri đó. Dạ, cái chữ này á, là Na Má Banh Nhất Tí thì gọi là danh chế định. Nhưng mà Nguyên Trang đánh lên luôn cái chỗ mà Vichcha Ma Ná thì cái chữ đó là chữ M rồi Banh Nhất Tí. Thì hôm bữa đọc vô á, nghe giống như là nó bị lộn, nhưng mà thiệt ra hai cái chữ nó, một cái Ma Ná, một cái là Nguyên Trang phải để là Vichcha Ma Ná luôn Nguyên Trang. Nó xuống cái chỗ mà danh chơn chế định á, chứ không phải là cái chữ đó. Cái chữ Vichcha Ma Ná Banh Nhất Tí, rồi cái chỗ phi danh chơn là Á Vichcha Ma Ná Banh Nhất Tí. Nhưng mà cái chữ danh chơn nó thì lại là Na Má. Nó hơi confuse một chút xíu cái chỗ đó nha quý vị. Dạ, cái chỗ đó là cái chỗ mà xin quý vị, nếu mà chỗ nào người nào đi lộn á, thì dạ đúng rồi. Thành ra nhìn nó rất confuse. Nếu mà mình đọc khơi khơi á, thì mình nghĩ là cái chữ Na Má đó thì nó gắn vô cái chữ Vichcha, nhưng mà cái chữ Vichcha Ma Ná nó là một cái chữ khác nữa. Rồi cái chữ Na Má Banh Nhất Tí khi mà cộng với chữ Vichcha Ma Ná đó thì người ta bỏ chữ Na, thành ra ghi thành là Vichcha Ma Ná Banh Nhất Tí. Thành ra cái chữ đó là cả hai nó như vậy, nó confuse, nó bị lộn như vậy, nhưng mà nó không phải là sai nha quý vị. Hôm bữa Nguyên Như đi qua hết cái phần là danh chế định và nghĩa chế định. Thì ôm lại một chút xíu thì mình có tất cả là 6 cái danh chế định và 7 cái nghĩa chế định. Thì cái phần đó là thuộc về tục đế ha quý vị. Rồi hôm nay chúng ta sẽ bước qua cái phần là cái bài số 4.
đó là pháp trường đế Paramattha Sacca. Pháp trường đế Paramattha Sacca thì có chỗ người ta nói là chân đế, có chỗ thì nói trường đế, nó cũng vậy ha quý vị, giống như người Bắc với người Nam vậy đó. Thì cái danh từ chân đế, một mình cái chữ chân đế không á, nó có nhiều cái nghĩa khác nhau. Nó có thể gọi là đệ nhất nghĩa đế. Thầy kinh á ghi xuống là đệ nhất nghĩa đế. Thì Nguyên Như có lật ra cái điển á, người ta dịch đệ nhất nghĩa đế có thể nói gọn lại là đệ nhất nghĩa. Thì cái này á nó có nghĩa là thắng nghĩa đế, hay là chân đế, hay là thánh đế, hay là pháp thực tướng. Đó thì Nguyên Như thấy cái bảng, cái chỗ cái chữ mà định nghĩa của cái chữ đệ nhất nghĩa đế là như vậy. Đệ nhất nghĩa đế hay còn có thể gọi ngắn gọn là đệ nhất nghĩa, hay là thắng nghĩa đế, hay cũng có thể là gọi chân đế cũng được, hay có gọi là thực tướng hay thực tánh, hay cũng có nghĩa là thánh đế. Thì cái chữ là cái chữ chân đế. Chân đế nó là cái pháp bản thể, là cái pháp có thực tính, cái tính thực của muôn muôn vật muôn pháp đó. Thì cái pháp chân đế mình nói gọn lại với nhau, cái pháp chân đế nó không có bị giới hạn bởi một cái thời gian hay là một cái không gian. Khi mà mình nói nó không bị giới hạn bởi thời gian không gian á, thì ý nghĩa của nó đó, nó là một cái pháp tuyệt đối, chứ không phải là nói không bị giới hạn rồi là nó không có đổi. Không phải là như vậy, tất cả đều thay đổi hết, tất cả đều có, giống như là nó, ý Nguyên Như nói là nó sẽ có sinh và nó sẽ có diệt. Cái pháp gì nó cũng có sinh diệt, nhưng mà khi mình nói đến cái chữ pháp chân đế đó, thì nó không có tùy thuộc vào cái thời gian không gian. Chẳng hạn như là khi mình nói tâm tham, thì ý nghĩa cái thực tính của tâm tham nó là dính mắc. Nếu mà tâm tham ở quá khứ nó dính mắc, thì ở hiện tại nó cũng dính mắc, và ở tương lai nó cũng dính mắc. 1 triệu năm trước tâm tham nó cũng dính mắc, 1 triệu năm sau tâm tham nó cũng dính mắc. Không có bao giờ mà tâm tham nó đổi. Cái đó chính là cái thực tính pháp của cái tâm tham. Nhưng mà nếu mình hiểu á, là cái tâm tham nó thường hằng bất biến, thì không phải nghĩa như vậy. Cái chữ cái chân đế đây nó không có nghĩa là thường hằng bất biến, nó chỉ không thay đổi thôi. Thành ra cái chỗ đó thầy kinh cứ hay nhắc đi nhắc lại đó quý vị, mình đừng có lộn với chỗ đó. Cái chỗ đó rất là vi tế, nó nếu mà mình nói nhau không kỹ á, thì mình có nhiều người sẽ bị hiểu lộn đó quý vị. Nguyên Như nhắc lại ha, thí dụ cái pháp chân đế là một cái pháp mà nó không bị giới hạn bởi thời gian không gian. Nó là như làm sao thì hồi trước nó cũng vậy, bây giờ nó cũng vậy, mà sau này nó cũng vậy. Nhưng mà cái cũng vậy này không có phải là nó không mất đi, mà cái cũng vậy này có nghĩa là cái trạng thái của nó sẽ không có biến dạng. Nó cũng mất đi, nhưng mà thí dụ như nãy Nguyên Như mới nói là cái tâm tham, nó là cái tâm tham thì cái trạng thái nó dính mắc. Nó dính mắc trong quá khứ, nó dính mắc trong hiện tại, nó dính mắc trong tương lai. Nhưng không có nghĩa là cái tâm tham nó không biến mất, nó vẫn sinh diệt. Cái gì hiểu chỗ đó ha? Đó, đúng rồi, Kevin nói đúng. Nó là vô thường, có sanh có diệt, nhưng mà cái trạng thái nó giống từ thủy, từ vô thủy tới vô chung. Cái đó gọi là cái chân đế, là cái pháp thực tính, hay là cái pháp chân đế là vậy. Nó là pháp, nó có một ý nghĩa tuyệt đối. Ý nghĩa tuyệt đối này nó đúng ở quá khứ, ở hiện tại hay ở vị lai. Nó dùng cái chữ chánh là nó sẽ không có thay đổi cái bản thể, nó sẽ trước sau như một. Rồi cái tiếp á, là cái pháp chân đế, giống như Nguyên Như vừa mới nhắc lại, là nó nằm trong định luật vô thường. Vì nó nằm trong định luật vô thường, thành ra nó có sanh, có tướng, sanh có tiếng, có dị và có diệt. Pháp chân đế nó có sanh tiếng dị diệt. Nó cũng khi mà có sanh ra thì nó sẽ có mất đi. Khi mà một cái tâm tham nó sanh lên thì mình biết chắn chắn là nó sẽ có lúc nó diệt xuống. Không bao giờ một cái mà nó thường hằng hết. Chỉ có ngay cả đó, khi mà mình nói những cái gì mà thường hằng bất biến, giống như mình nói tình yêu thường hằng bất biến, là mình nói cái đó là tục đế, đúng không? Cái đó đâu phải là chân đế đâu. Tình yêu là một cái đặt ra thôi. Thành ra quý vị nhớ ha, cái chân đế á, cái đặc tính của nó là như vậy.
cái các pháp đó, thì nó là vô ngã. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Nguyên Thông vừa mới vào lớp ạ. Sa thú sư, các pháp nó là vô ngã, luôn cả niết bàn nó cũng là vô ngã, không có cái gì là không có vô ngã hết quý vị. Nhưng mà khi nói tới chân đế hữu vi á, thì mình nói chân đế hữu vi là vô thường, là khổ, thì cái tính chất của niết bàn đó là không có vô thường và khổ. Nhưng mà còn lại thì tất cả pháp còn lại, cả hữu vi và vô vi đều vô ngã hết. Thì quý vị nốt cái chỗ này ha. Như xin nhắc lại, khi mà nói là các pháp là vô ngã, thì các pháp hữu vi hay các pháp vũ vi, vô vi đều vô ngã hết. Ngay cả niết bàn cũng vô ngã. Nhưng mà khi nói mình nói tới chân đế hữu vi và vô vi đó, thì chân đế hữu vi là vô thường, là khổ. Nhưng mà niết bàn á là thường và không có khổ nữa. Niết bàn là pháp vô vi, không phải là pháp hữu vi. Rồi, tiếp qua cái ý nghĩa của cái phần pháp chân đế, thì pháp chân đế nó sẽ có được ba ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất của pháp chân đế là nó bất biến, nó không thay đổi. Đi vô cái ví dụ mà Quyên Như mới nói hồi nãy, chẳng hạn như khi mà mình nói cái tâm tham, đã nói là tham thì nó dính mắc, không bao giờ nó thay đổi cái trạng thái của nó. Bởi vậy pháp chân đế mới được gọi là bất biến. Rồi cái trạng thái thứ hai là nó nằm trong định luật vô thường, ngoại trừ niết bàn là vô vi pháp. Thì cái khi mà thí dụ cái tâm tham nó mà nó sinh lên thì cái tâm tham nó sẽ diệt xuống, nó vẫn nằm trong cái định luật vô thường, nó chỉ không thay đổi tính chất mà thôi. Cái ý nghĩa thứ hai đó là cái pháp chân đế chính là đối tượng của tuệ cao. Khi mà mình học vô cái phần thực tính pháp hoặc là cái pháp chân đế, thì khi mà mình học rõ rồi á, thì mình sẽ phát sanh được trí tuệ. Mình hiểu rõ cái thực tính của nó, mình sẽ phát sanh trí tuệ. Và cái đối tượng của tuệ cao, một cái ý nghĩa nữa đó, là khi mà mình học những cái pháp chân đế này, tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn, thì bốn cái đặc tính, bốn cái chi pháp, tâm, tâm sở, niết bàn, cái bốn cái pháp lớn này, nó sẽ chính là đối tượng của thiền quán, hoặc là tứ niệm xứ, hoặc là vipassana. Khi mà mình vô mình học thân thọ tâm pháp đó, thì các vị thiền sư cũng nói với chúng ta về tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Khi mà mình học cái môn vi diệu pháp này đó quý vị, mình sẽ hiểu rõ hơn về cái lời dạy của những vị thiền sư khi mà mình hành thiền. Còn mình cứ lơ mơ, mình không hiểu các ngài nói tâm sở là gì, rồi các ngài nói đi theo bát chánh đạo khi mà mình thiền tứ niệm xứ là mình đang đi trên con đường bát chánh đạo có nghĩa là gì, và chi pháp của bát chánh đạo là gì, mình không hiểu, mình cứ ngồi mình tưởng tượng thôi. Mình chỉ nghe cái lời, cái tiếng của chư vị, nhưng mà thiệt sự trong cái tâm mình không hiểu cái bát chánh đạo chi pháp là gì. Nếu mà quý vị không học thì sao quý vị biết được, đúng không? Thành ra khi mà mình học cái môn vi diệu pháp này đó, thì mình sẽ tăng trưởng cái phát sanh tuệ là ngay cái chỗ đó. Thí dụ như thầy kinh có để thí dụ nè, khi mà mình niệm phòng xẹp, khi mà mình vô cái những cái trung tâm thiền, thì quý vị cũng bắt đầu khi mà mình mới ngồi xuống mình tập thiền á, thì mình học phòng xẹp. Khi lúc đầu á, phòng xẹp á, là đối tượng của tục đế thôi. Mình thấy hơi thở ra, hơi thở vô, cứ hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Khi mà lúc đầu mà cái mình đang ngồi xuống mình thiền đó, cái tâm mình nó lan man, nó suy nghĩ lung tung, nó phóng tâm tùm lum hết, thì mình phải dùng cái hơi thở. Cái hơi thở nó vào ra, rồi cái hơi thở nó khó nữa, thì người ta mới niệm đẹp. Có người thì quán nghe lỗ mũi thấy hơi thở vào ra, rồi có người thì lại để ý vô cái bụng, có phòng lên xẹp xuống. Có vị còn chỉ để cái tay lên cái bụng, có cái bụng phòng xẹp như thế nào, để làm gì, để mà cái tâm nó gom lại thôi. Từ cái tâm mình nó như con vườn đó quý vị, nó cứ nhảy tùm lum. Thành ra bây giờ mấy vị thiền sư, mấy thầy không biết làm sao chỉ cho mình, thì mới dùng cái hơi thở. Từ vì sao cái hơi thở là lúc nào mình cũng hết, còn những cái khác thì lúc có lúc không. Cái hơi thở mà mình ngưng là mình cũng đứt bóng, không quý vị, lúc nào mình cũng có hết. Thành ra chư vị lấy cái hơi thở rồi
hơi thở mà không thấy được nó hơi thở, tập trung vô cũng bị phóng tâm nữa, thì bắt đầu rời vô cái bụng, coi cái bụng có phình lên xẹp xuống hay không. Cũng có nhiều người lại làm như vậy nữa, mà phải rờ tay lên cái bụng đó, nó phùng xẹp thì mới thấy, chứ cũng không có thấy được nữa là cái tâm mình nó bay tới bay lui cỡ nào ha. Rồi khi mà mình thấy được cái đó rồi á, thiệt sự mình mới gom tâm được một chút xíu thôi, mà cái đó chính là cái đối tượng tục đế. Nhưng mà khi mà mình ngồi thiền lâu rồi á, mình đã gom tâm được á, là cũng nhường nhuyễn một chút xíu rồi đó. Nói nhường nhuyễn nhiều thì cũng chưa dám nói, nhường nhuyễn chút xíu rồi á, thì mình thấy được cái bụng, ồ, mình không có để tay lên mà cứ cái bụng nó cứ phồng lên xẹp xuống, mình để ý mình cũng thấy nó ha. Rồi mình thấy được á, khi mà mình hít vô sao tự nhiên cái bụng mình phình, rồi khi mình thở ra sao cái bụng mình xẹp. Mình thấy một thời gian như vậy, cái mình thấy, ồ, cái này chính là cái sự chuyển động khi mà mình hành thiền đây. Rồi khi mà mình hành thiền, rồi mình hít vô như vậy, cái chuyển động này là của gió ha. Cái bản chất của gió là chuyển động như vậy, khi mà mình hít vô, thở ra như vậy nó là gió. Rồi sao quý vị? Quý vị đã thấy được cái sự chuyển động, quý vị đã thấy được cái sắc pháp rồi đó. Cái sắc pháp mình học cái tính chất của gió nó chính là chuyển động. Thì khi mình ngồi thiền mình thấy tới thấy lui như vậy á, mình phải tự chứng nghiệm được, mình thấy được như vậy á, hít vô thì phồng, thở ra thì xẹp. Một hồi mình thấy nó là cái sắc pháp thuộc cái chân đế hữu vi. Khi mà mình một thời gian mình nhuyễn rồi đó, thì mình lại có thể thấy được một cái nữa, ngoài cái chuyển động nó còn có tính chất nóng lạnh nữa. Khi mà hít vô á, thì khí từ bên ngoài vô, thí dụ trời lạnh á, thì mình thấy cái lạnh lạnh ngay lỗ mũi, khi mở thở ra thì mình thấy nó nóng nóng. Mình thấy được cái tính chất nóng lạnh nữa là yếu tố của lửa. Thì mình thấy một thời gian như vậy đó, tức là mình đã phát sanh trí tuệ. Trí tuệ rồi đó quý vị. Chứ bình thường mình không có thiền hoặc là mình không có học, mình không có thấy được. Thành ra có nhiều người á, thì họ lại nói là khi mà tôi đâu có học với dự pháp, tôi cũng thấy được cái tính chất nóng lạnh vậy. Nhưng mà khi quý vị học vô mình biết rồi á, thì khi mình ngồi thiền mình thấy cái chính tính chất đó mình rất là xa thú, giống như mình kiểm chứng lại được những cái mình học là cái pháp học của mình, rồi cái pháp hành đấy quý vị. Thành ra mình thấy được cái chân đế theo cái pháp hành, được cái chân đế theo cái pháp học, thấy nó match, nó giống là nó gọi là trăm nghe không bằng mà một thấy đó quý vị, thì cũng rất là hay, rất là xa thú. Thì khi mà mình thấy được những cái tính chất như vậy á, nó chính là cái đối tượng của tuệ cao. Khi một thời gian mình thấy được rất là liên tục cái sự nóng lạnh, cái sự chuyển động, mình thấy một thời gian như vậy không có gián đoạn. Thí dụ người nào khá thì 15 phút, còn không nửa tiếng, 45 phút, 1 tiếng. Khi mà mình thấy ra liên tục như vậy á, thì mình sẽ phát sanh ra trí tuệ. Cái đó chính là trí tuệ thấy được danh sắc đó quý vị. Thấy được cái tâm mình nó quan sát cái sự chuyển động, sự nóng, sự lạnh không có gián đoạn. Nó lúc nào nó cũng liên tục như vậy. Mình sẽ sanh ra được trí tuệ. Mà trí tuệ đầu tiên chính là cái tuệ danh sắc mình thấy được. Khi mà mình chuyển tiếp từ cái pháp tục đế của cái hơi thở qua cái pháp chân đế của cái hơi thở. Thì quý vị thấy một mình tự mình kinh nghiệm, không có thể ai kể cho mình nghe. Thành ra lúc đó cái tâm hỷ nó sẽ phát rất là nhiều đó quý vị. Rồi cái phần thứ ba về cái ý nghĩa của cái pháp chân đế, cũng là cái phần cuối cùng, nó chính là đệ nhất nghĩa đế. Thì cái đệ nhất nghĩa đế hồi nãy Nguyên Như cũng lặp lại rồi, là nó chính là sự thật tuyệt đối, nó chính là chủ của chế định, hay là nó chính là cái pháp thực tướng, hay là chính là cái pháp chân đế. Thì đệ nhất nghĩa đế đó là sự thật tuyệt đối, là chủ của chế định. Chủ của chế định là sao? Theo mình hiểu, chủ của chế định chính là cái phần mà nói về cái tục đế đó. Cái phần mà original, cái phần thiệt á, từ cái tục đế nó chỉ là cái tên đặt thôi. Cái chủ đó là cái nguyên nhân, cái pháp thực tính, cái pháp có thiệt. Còn chủ cái chế định, trong cái chế định, cái tục đế nó chỉ là một cái tên gọi, một cái danh xưng, một cái mà không có thật của người mình đặt ra, của con người đặt ra thôi. Rồi khi mà mình nói về cái nhị đế viên dung á, thì khi mà mình giống như ở ngoài đời của mình nói về tục đế không à, mình không có biết pháp chân đế, buồn, vui, giận, hờn, yêu, thương,
rồi ghét nhau, rồi bỏ nhau, rồi gây lộn, rồi tám, tất cả. Mình sống từ nhỏ cho tới lớn, từ hồi đời ông cố, ông sơ, ông bà của mình cho tới thời con cháu của mình, mình vẫn dùng tục đế đó quý vị. Tức là sao? Chúng ta sống ở trong những cái danh từ, danh xưng, rồi chúng ta chấp nhất trên những cái tôi, cái ta của mình, chấp nhất toàn là tên gọi không? Nó rất là khổ. Mà khi mà mình sống như vậy á, thì cuộc sống nó thiệt ra nó bấp bênh, nó giả tạo lắm. Mình sống theo một cách rất là bản năng. Thành ra khi mà mình không có biết đạo, nó rất là khổ. Khi mà quý vị tưởng tượng coi một người mà cứ thấy một cái chớp mình là thiệt, mình là một ông chủ, mình thấy thiệt, mình thấy mình giàu có, nó cũng thiệt. Tới một ngày nào đó, mình bị file bankruptcy, mình mất hết tất cả, thì những cái thiệt đó nó trở thành không thiệt nữa mà, tự vì mình không có thấy được trước, thành ra mình khổ. Thành ra khi mà mình chấp vô tục đế, rất là đau khổ. Còn nếu một cái mặt, the other extreme có nghĩa là một cái mặt ngược trở lại đó, khi mà mình học pháp, mà mình biết được những cái pháp chân đế, cái pháp thực tính, mà mình cứ sống với nó thôi, mình không có đồng ý với những cái tên gọi của người đời, mình muốn coi như dẹp bỏ hết những cái việc ở đời đó, thì sao quý vị? Mình chỉ thấy tâm sở, mình chỉ thấy là tham thôi, mình không thấy có một người nào hết á. Khi mà ai mình gặp á, thì mình nói dạ chào Ngũ Quẩn, Ngũ Quẩn hôm nay khỏe không? Không biết mình có dùng chữ khỏe không nữa, tự nhiên khỏe nó cũng không phải pháp thực tính. Thành ra khi mà mình gặp Ngũ Quẩn ơi, Ngũ Quẩn à, rồi gặp ba mẹ mình nó cũng Ngũ Quẩn, rồi gặp ông xã bà xã mình nó cũng Ngũ Quẩn, người ta đi người ta nói không biết cái người này học một hồi sao giống nó hơi sao sao ha, nó không có được bình thường cho lắm. Rồi đói bụng mà Ngũ Quẩn có ăn không, trời ơi chết dở luôn. Thành ra khi mà mình học nhiều quá đấy quý vị, mình cũng phải ra mình nói chuyện với ngoài đời chút xíu. Chứ nếu mà mình cứ nói chuyện trong lớp này với nhau không á, như thấy nhiều khi nguyên đám mình học với nhau á, mà người ở ngoài người ta nhìn, người ta vô người ta nghe, nhiều khi người ta nghe trên Facebook nó không biết là cái nhóm này nó ngồi nó nói cái gì mà ngồi nói 2-3 tiếng đồng hồ không biết là nó nói cái gì mà tôi không hiểu một chữ gì hết, mà nó ngồi nó nói nguyên thuyên. Thành ra thiệt sự là khi mà mình đi ra khỏi lớp rồi á quý vị, mình phải thầy kinh dặn là phải nhị đế biên dung, cũng phải vừa vừa thôi, đừng có làm quá. người ta mới nghĩ mình có vấn đề mà thiệt ra mình rất quan hỷ, người ta mình cũng cười cười hết trơn á. Không biết Nguyên Trang có đồng ý với Nguyên Như vậy không ha. Nhiều khi hai đứa gọi nhau hỏi nói chuyện ngồi nói 1 tiếng đồng hồ, ông xã Nguyên Như đi ngang hỏi hai bà nói cái gì hiểu được chết liền. Đến hồi mà Nguyên Như nghĩ ông xã của Nguyên Trang ở bển cũng vậy, nó trời đất ơi, hai bà bắt cái phone nói 2 tiếng đồng hồ không hiểu một chữ luôn, toàn là dùng chữ gì á, chữ Tàu thì không Tàu, Mỹ thì không Mỹ, Việt cũng không Việt, khó hiểu quá. Dạ, thành ra Nguyên Như nhắc lại, nhớ vị nhị đế viên dung hay quý vị? Vị nhị đế viên dung, cái này là thầy kinh hay nhắc mình lắm đó. Chứ thôi là cũng sao sao á nha. Rồi khi mà mình ôm lại cái pháp chân đế, Paramattha Sacchā, thì trong đây mình sẽ học có 4 pháp tất cả. Cái pháp thứ nhất mình sẽ học, cái phần lớn thứ nhất mình sẽ học về tâm. Tâm Pali còn gọi là citta. Tâm là citta. Nguyên Như xin mời Nguyên Như có thể bấm cái chữ Pali lên cho lớp ha. Citta, dạ. Có 2 chữ T, thành ra khi mình đọc á thì mình có cái trường âm nhấn một chút xíu ha quý vị. Tâm citta chứ không phải là citta đọc lẹ nha. Tâm citta. Phần số 2 mình sẽ học sau cái phần tâm là mình sẽ học về tâm sở, chê-ta-si-ca. Thà quý vị phải kéo dài, tự vì chê là cái trường âm, thành ra quý vị đọc dài một chút xíu, chê-ta-si-ca. Cái phần thứ 3 mà mình sẽ học á, là sắc pháp.
Thì cái chữ rupa đó nó có cái dấu ngang ở trên, thành ra nó là cũng là cái trường âm giống như chữ chê. Mình sẽ đọc là sắc pháp là rupa, sắc pháp là rupa. Và cái phần thứ tư và cũng là phần cuối cùng mình sẽ được học trong cái pháp chân đế này là niết bàn. À, có chỗ thì cũng gọi là niết bàn, là NIP. Thì niết bàn hay niết bàn gì cũng được hết á, có hai cách ghi. Và tiếng Pali thì mình sẽ gọi là Nibbana. Thì cái chữ Nip và cái chữ Ba đó là hai chữ B. Khi mà mình gặp hai chữ B đó quý vị, mình sẽ nhấn một chút xíu. Rồi cái chữ A nó có dấu ngang ở trên á, mình sẽ đọc dài ra một chút. Nibbana, Nibbana. Đọc lại một lần nữa ha. Pháp chân đế là Paramattha-sacca, có bốn pháp. Pháp thứ nhất là tâm, là citta. Pháp thứ hai, tâm sở, citta-sika. Pháp thứ ba là sắc pháp, rupa. Pháp thứ tư là niết bàn hay là niết bàn, là nibbana, nibbana. Thì khi mà quý vị học hết được cái bốn cái phần tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn này rồi, thì có nghĩa là mình đã vô được cái thực tính pháp của mỗi cái nút tròn ở trên cái bảng niêu của mình, là mình học toàn bộ cái bảng niêu. Khi mà mình học được cái hết cái phần pháp chân đế này rồi, tự vì hôm bữa, hai bữa trước đó là mình đã học về cái tục đế phải không quý vị? Danh chế định, nghĩa chế định. Rồi bây giờ mình qua pháp chân đế thì cái pháp chân đế nó chiếm gần như là hết toàn bộ cái bản niêu của mình. Khi mà mình học hết cái này là coi như mình đã học xong cái thực tính pháp. Có nghĩa là gì? Cái thực tính pháp là nói về những cái tính chất thật của những cái nút tròn ở trong cái bản niêu này. Giống như là ở trên cái bàn cờ đó, quý vị biết được cái con cờ này là con hậu hay là con vua hay là con tốt hay là tướng sĩ hay tượng. Rồi cái tính chất của những cái con, thí dụ con tốt thì nó chỉ được đi thẳng lên, rồi con vua thì đi tịt thẳng và đi ngang, rồi con hoàng hậu thì được đi xéo, thí dụ như vậy. Thì khi mà quý vị học được hết những cái tính chất và đường đi nước bước của từng cái tâm thì mình sẽ cũng chưa có nhiều đâu quý vị. Cái đó là thầy kinh mới dạy cho chúng ta sơ lược về đặc tính của những cái đường đi nước bước của từng cái nút tròn thôi. Sau khi mà mình học xong được những cái đó rồi á, thì thầy bắt đầu dạy tiếp cho chúng ta là khi mà cái con vua mà nó gặp con hoàng hậu thì nó đi kiểu làm sao. Rồi con hoàng hậu một mình thì nó gặp con tốt nó đi kiểu làm sao. Lúc đó thì nó sẽ gọi là nó phối hợp giữa cái tâm sở với nhau thì nó sẽ đi làm sao nữa. Thì lúc đó đó là the fun really begin, tức là cuộc vui bắt đầu. Bắt đầu là có cuộc vui rồi đó, tức là nó loạn cào cào luôn. Rồi khi quý vị nhìn một bước ra nữa đi, khi mà một cái người của mình á, có bốn cái tính chất, mỗi cái con người mình có tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Rồi mình lấy thêm một ông chồng có tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Quý vị thấy bắt đầu hơi rối rối rồi ha. Thêm đứa con, tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Nữ trai, rồi thêm đứa con gái, tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Thành ra quý vị thấy coi như ở trong nhà, thí dụ như Nguyên Như nói nhà của Nguyên Trang đi ha, là ở nhà có ông chồng, đứa con trai, đứa con gái, là một với Nguyên Trang nữa, là nhà mình có bốn cái bản niêu, có Nguyên Trang. Rồi bốn cái bản niêu đó là mỗi cái bản niêu nó tự tâm với tâm sở nó phối với nhau. Rồi bốn cái bản niêu nó phối nữa, thành ra y xèo. Là mới có một cái nhà của Nguyên Trang thôi đó mà nó bốc khối luôn. Thành ra sau khi mà Nguyên Trang học vô cái bản niêu này rồi, Nguyên Trang sẽ thấy wow, Nguyên Trang handle một ngày bốn cái bản niêu một lượt, quá dữ. Dạ, khi mà Nguyên Như đi tiếp là khi mà mình nói về cái chân đế á, thì thầy kinh cũng có nhắc lên á, là nó có tất cả hai cái ý nghĩa. Cái ý nghĩa thứ nhất á, nó chính là sự thật của bản thể. Sự thật của bản thể là gì? Mình nói về tâm nè, mình tối nói về tâm sở nè, mình nói về sắc pháp nè, mình nói về niết bàn nè. Đó là sự thật bản thể của chân đế, tức là bốn cái pháp lớn ở trong cái bản niêu của mình. Rồi còn thứ hai, mình cũng thể nói về chân đế, cũng có thể là một cái sự thật
thuộc về tứ đế nữa quý vị. Ví dụ mình nói là cái chân đế của chân đế là tứ đế là sao? Tức là mình nói về cái khổ tập diệt đạo đó. Đức Phật nói cái bài pháp đầu tiên, tứ đế, khổ tập diệt đạo, tất cả trên đời ta không có cái gì mà ra ngoài khổ, nguyên nhân của khổ. Thành ra Đức Phật sẽ dẫn chỉ cho mình con đường dứt hết khổ, chính là cái đạo đế. Và cái cuối cùng, cái sự cuối cùng đi của cái con đường đó chính là diệt đế, đó là Niết Bàn. Thì cái chân đế cũng có nghĩa là tứ đế nữa. Thành ra Nguyên Như ôm lại cái chỗ này là chân đế thì nó có hai ý nghĩa. Nguyên Như không có nghĩ là mình sẽ kịp vào cái bài tâm đâu. Thôi kỳ sao mình bước qua bài tâm đi, mình giới thiệu về tâm. Giới thiệu cũng không nhiều, về sơ về cái tâm thôi. Rồi buổi sau nữa mình sẽ vô bắt đầu là cái tâm dục giới ha quý vị. Thì cái bài nó bắt đầu là nó gây cấn từ từ lên. Thành ra nếu mà quý vị chưa có rành những cái phần đầu tiên này nè, thì mình cứ về một tuần đọc một lần cũng được, không có sao. Cứ ôm nhiều đi quý vị. Nguyên Như thấy thầy Kinh với Chư Tăng á, mấy vị á, thuộc những cái chỗ mà nãy giờ Nguyên Như nói á, phải nói là như cháo luôn á quý vị, chứ không phải là như mình nói mà mình phải nhìn bài đâu. Quý vị dò tới dò lui giống như Nguyên Như thấy thầy Kinh học ba, nghiên cứu 30 năm rồi. Mấy cái từ mà hồi nãy giờ mình nói mình phải chép xuống á, là quý vị thiệt ra là như cháo hết rồi. Thành ra mình học mình cũng đừng có hà tiện thời gian. Mình đọc đi nó sẽ thấm lắm. Khi mà mình đọc một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, mình thuộc như hỏi lần sau. Thuộc như hỏi lần sau Nguyên Trang. Khi mà mình đọc nhiều đó, thì mình sẽ mỗi ngày mỗi thấm một chút đó quý vị. Không có dễ hiểu đâu. Tự thứ nhất là mình đọc những cái bài này, mình đọc qua một cái nghĩa khác, giống như nãy nói, giống như mình là người cõi trên vậy đó. Thành ra mình biết nó biết mình nhưng mà mình không có biết nó. Nói vậy đi, khi mà mình đọc thấy quen rồi đó, mình nghĩ là mình hiểu nhưng mà thiệt ra nó chưa có thấm đường thấm muối đâu. Phải học mà giống như là nhuyễn như bóp gỏi luôn đó. Đó cái kiểu đó, thì khi mà những cái bài mới mình ôm lại phía sau, quý vị thấy thấm dữ lắm. Thấy giống như là hễ mà nói là nó ra liền như phát ra như là như mưa, như là anh Lý nói là pháp như mưa vậy anh Lý. Đó như vậy thì mới tuyệt vời. Và bây giờ thì cái bài hôm nay là Nguyên Như xin ngừng lại ở đây. Bây giờ là tới thời gian sinh hoạt và ôm lại. Quý vị có cái câu hỏi, quý vị có cái gì cần thắc mắc thì quý vị tới phần của lớp câu hỏi ha. Nguyên Như xin xuống mic ạ. Dạ hello, chị Hà với anh Mỹ với anh Lý, có câu hỏi hay là có cái gì cần góp ý hồi nãy giờ bài của Nguyên Như có thiếu gì không? Có cái chỗ nào mà cần phải chỉnh sửa? Đây là cái cơ hội để mà mình làm cho cái bài của mình vẹn toàn hơn. Xin quý vị có thể đưa tay lên ha, hay có thể chat lên để cho Nguyên Như sửa lại. Dạ chị Nhung có thấy gì cần sửa, xin mọi người chia sẻ nha. Nguyên Như xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Vai, Nam mô Sang Khai. Con xin kính chào Chư Tăng, kính chào Đạo Tràng. Nguyên Như ơi, hôm nay mình đọc mấy cái tâm, mình chuẩn bị mình học luôn mấy cái tâm. Nhưng mà như nãy Nguyên Như nói, tức là mình không có đủ thời gian, cho nên là hôm nay Nguyên Như đào sâu vô ba cái ý nghĩa của pháp Paramattha Sacchā là nó có ý nghĩa là không thay đổi, rồi chủ của mọi chế định và cái đối tượng của trí tuệ cao. Như vậy là đào sâu vô nữa, rồi như vậy là tuần sau rồi mới bắt đầu đi vào thực tính pháp của mỗi cái chi pháp, phải không Nguyên Như? Dạ xin hết. Dạ sa thú anh Lý có câu hỏi. Dạ tuần sau á là Nguyên Như sẽ giới thiệu về cái tâm là gì,
có nhiều người cũng chưa biết về cái tâm là gì, cái tâm nó ở đâu, rồi ở làm sao mà có cái tâm nó đi một mình hay đi với nhiều người, rồi tâm có bao nhiêu loại. Đó, Nguyên Như sẽ đi qua cái phần đó. Cái về bài thì sao, mình sẽ có là 3 trang tất cả đó. Thành ra nếu mà mình đi kịp vô cái tâm đầu tiên á, thì mình sẽ học tâm dục giới. Thì cái tâm đầu tiên mà thầy kinh dạy là cái tâm tham, nếu mà mình đi kịp. Còn nếu không kịp á, thì mình cũng học cái 3 trang đó, là mình giới thiệu sơ lược về cái tâm là gì. Hồi đó giờ cứ mình cứ nói đi chùa chi, học chi, tu chỉ tu tâm thôi. Rồi mình mới hỏi, ồ chị tu tâm mà chỉ có bao nhiêu cái tâm, là có một cái tâm hay có năm? Rồi lúc chị sân, rồi lúc chị giận, vậy là một tâm hay hai tâm? Rồi lúc mà vậy là lúc chị tu xong rồi chị có tâm gì, còn trước khi tu chị có tâm gì? Không ai biết hết trơn mà cứ nói là tu tâm. Thành ra bây giờ mình đem cái chữ tâm á, mình đi mình chia nhỏ ra để coi cái mình hiểu được bao nhiêu về cái tâm hả quý vị. Mà cái tâm hồi xưa giờ mình hay xài đó, mình xài từ nhỏ tới lớn đó, tâm tốt, tâm xấu đó. Bây giờ mình bắt đầu mình vô, mình thiệt sự là mình đi học về cái tâm, học được cái chữ mà từ hồi nhỏ xíu mình đã nghe, mà đến bây giờ đó mình gần 50 tuổi rồi đó, mình mới bắt đầu mình học. Quý vị thấy mình học hơi trễ tí xíu, nhưng mà cũng đỡ hơn là chưa trễ. Ở trong đây là có bé Châu nè, bé Kỳ Anh là lucky nhất nha. Trời ơi, còn trẻ mà đã biết tâm là gì rồi, quá xa thú luôn nha. Dạ, hôm nay rồi anh xin cảm ơn câu hỏi của anh Lý. Dạ, còn ai có câu hỏi về cái bài hôm nay nữa không? Hay là có cầm mic, có thể là mình thêm một cái ý gì nữa mà hồi nãy dường như còn thiếu quý vị. Cũng như thấy là có những cái chi tiết đó, nó nhỏ đó, cũng ráng bỏ vô hết rồi, nhưng mà cũng có thể là khi mà bị sót đó. Nếu mà quý vị thấy cái nào mà chỗ thiếu, quý vị có thể đưa tay lên để mình bổ sung vô trong bài của chúng ta. Và sa thú Oanh Phan, xin mời bàn tay của Oanh Phan nha. Dạ, mô Phật. Con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính chào đạo tràng. Nguyên Như cho Oanh hỏi. Nguyên Như nói cái pháp chân đế có 3 ý nghĩa đó. Thì cái ý nghĩa bất biến là không bao giờ thay đổi, nhưng vẫn nằm trong định lực vô thường. Thì Nguyên Như có thể cho cái ví dụ để cho Oanh được hiểu rõ hơn được không ạ? Dạ, nên Oanh xuống mic. Dạ, sa thú câu hỏi của chị Oanh Phan. Cái chỗ mà bất biến á, là không bao giờ thay đổi. Thí dụ như là mình có một cái tâm tham. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh của Nguyên Như không ạ? Bây giờ Nguyên Như nói là về cái tâm tham, thì giống như thầy kinh hay cho thí dụ, tâm tham là một cái chất, một cái tánh dính nè. Giống như là mình thò ra, mình kéo một cái gì mình nắm, mình kéo lại về phía mình. Thì cái đó là chính tính chất của tâm tham. Chẳng hạn như cái anh đó, ảnh đi ra đường, anh thấy một cái người đẹp đi. Thì mở đầu anh nhìn thấy người đẹp thôi thì không có sao hết, nhưng mà ảnh cứ đi qua đi lợi cho cái cô đó, cái quán đó mà ảnh cứ thấy hoài, tự nhiên có một cái tâm tham, có nghĩa là ảnh muốn lôi cô đó bóp bỏ một túi hoặc là đem về nhà của mình giữ. Thì cái đó là cái tính chất của tâm tham. Còn cái người mình giống như anh Lý đi mà gặp cái cô tiên nữ nào ở đâu thì không có cái tâm tham, tự vì ảnh không có, ảnh chỉ nhìn thôi, là mới là cái tâm nhãn thức thọ xả quả thiện của ảnh thôi. Nhưng mà khi mà anh Lý mà bắt đầu mà thấy cái cô đó mà ảnh muốn đem về nhà làm của riêng đó, là anh Lý đã có cái tâm tham rồi. Rồi cái đó là tâm tham của anh Lý thôi. Nhưng mà nếu mà nói về cái tâm tham không đó, thì cái 1000 năm trước những cái vị vua có những cái tâm tham như vậy, rồi bây giờ có những cái tâm tham làm sao, rồi 1000 năm sau những cái vị vua có những cái tâm tham, hay là những cái hoàng đế gì đó có những tâm tham, thì nó vẫn y chang như vậy hết. Thành ra cái chữ là cái tâm tham hoặc là cái pháp thực tính nó là bất biến, là như vậy đó Quang Phan. Cái tâm tham nó không bao giờ thay đổi. Có một cái thứ hai nữa, thí dụ như Nguyên Như nói là về cái tâm sân. Cái tâm sân là muốn hủy diệt đối tượng, muốn đốt cháy đối tượng, muốn giống như lúc nào cũng không vừa lòng, rất là nóng, rất là giận, không thích. Thì cái tâm sân 1000 năm trước nó cũng vậy. Cái tâm sân bây giờ mình đang giận chồng giận con nó cũng giống vậy. Và cái tâm sân của ngày mai, ngày mốt, ngày kia nó không bao giờ đổi hết.
cái tính chất của cái tâm sân nó vẫn là nóng nảy, bực bội, khó chịu, đốt cháy đối tượng. Cái đó là bản chất không thay đổi. Còn cái chữ mà nằm trong định luật vô thường á, là thầy Kinh muốn nhắc cho mình biết á, là những cái thực tính pháp này bất biến nhưng mà không có phải là nó thường còn. Có nghĩa là thí dụ như Quan Phan giận ai đi, Quan Phan đâu có giận được mà từ quá khứ đến hiện tại đến vị lai, đúng không? Quan giận một chút Quan phải quên chứ. Nhiều khi mình đang giận cái thằng đó, trời nó tao ghét mày gần chết, tao giận mày gần chết luôn. Quay qua thấy con chó dễ thương nhà mình định được cười liền rồi. Tức là nó có vô thường. Cái tâm giận của mình á, nó có mất đi. Rồi một hồi á, gặp thằng đó giận lại khác, là cái tâm khác nữa. Chứ nó đâu có thường đâu. Nếu mà mình mà giận ai mà mình thường hết, cứ hồi năm ngoái, Tết năm ngoái mình cũng còn giận, đến năm nay cũng còn giận, như gặp Oanh, rồi Oanh cũng vẫn còn để nói về cái chuyện giận của nó là chết đi cho rồi. Lúc đó là mình chết chắc. Tự vì mình không sống được nếu mà cái tâm đó nó như vậy. Thành ra cái trạng thái đó thì không thay đổi, nhưng mà cái tâm đó, cái chuyện đó là nó là vô thường, tự nó là pháp hữu vi, mà pháp hữu vi là vô thường. Thành ra là tự vì khi đó, khi mà Oanh giống như cái tâm tham hoặc là cái tâm sân của Oanh á, mà khi mà nó sanh lên á, thì nó bao nhiêu lâu nó diệt, sanh diệt trong từng sắc na mà. Nó đâu có phải là nó sanh ra là nó nằm ì hoài đâu, nó có sanh tiếng gì diệt, nó có sắc na. Đó, Oanh nhớ không, mà bữa giờ mình học sắc na mình rồi thì mình cũng học sắc na đó. Thành ra nó chính đó, cái chỗ đó là nó nằm trong định luật vô thường, có nghĩa là nó từ sắc na sanh diệt, nó cũng tất cả các loại tâm và tất cả những cái ở trong cái bản niêu của mình á. Đó là nó như vậy. Nhưng mà cái bản chất của nó, cái bản chất của tâm tham, cái bản chất của tâm sân, cái bản chất của tâm si là không bao giờ thay đổi. Ok ha Oanh ha. Vậy là hiểu rõ rồi ha. Thì cái bất biến của nó có nghĩa là vậy. Rồi, xin Nguyên Như xin mời chị Hà nha. Không phải là cái gì cũng biết đâu nha. Cái gì á mà mình biết thì mình nói, còn không biết thì leo xuống nha. Ngồi dựa cột nghe tiếp của quý vị nha. Cái này mình chỉ chia sẻ thôi nha quý vị. Rồi, xin mời câu hỏi này của Hà là cho Nguyên Như mà cũng cho đạo tràng nữa nha. Ok, Nguyên Như xin mời chị Hà. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sankhaya. Dạ, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, kính đảnh lễ sư Hùng Thông. Dạ, hồi nãy thì Nguyên Như có nói cái phần câu trả lời của anh là tâm tham, thì cái bản chất của nó tham thì nó vẫn là tham, là nó dính mắc. Nhưng mà cái khi mà Nguyên Trang có nói cái phần trạng thái thì Hà nghĩ cái trạng thái nó thay đổi nhưng mà bản chất nó không thay đổi. Thì trạng thái tâm tham thay đổi là có lúc mình tham, có lúc mình không tham, thì nó Hà thấy nó có vẻ hơi đúng hơn là nó cái trạng thái nó không thay đổi. Bản chất không thay đổi thì đúng, nhưng mà cái trạng thái của tâm lúc đó có tham hay không thì nó có thay đổi, thành ra nó là vô thường là vậy, nó có sự thay đổi. Thành ra không biết cái suy nghĩ đó có đúng không. Dạ xin xuống mic. Dạ thưa chị Hà, cái trạng thái của cái tâm tham nó cũng đâu có thay đổi. Cái tâm tham đó là cái trạng thái tâm nó, cái trạng, nói làm sao đây ta? Khi mà mình nói về cái tâm tham nó vô thường á, thì cái tâm tham đó, khi mà có khi á, là Hà có tâm tham hợp tà, có khi Hà có tâm tham vô tà. Hai cái tâm tham đó khác nhau. Một cái tâm tham hợp tà nó tăng lên, rồi nó diệt xuống. Rồi một cái tâm tham vô tà, vô trợ hay là hữu trợ, hay là thọ hỷ hay là thọ xả, nó sát na sanh diệt như vậy. Thì mỗi một cái trạng thái tâm của cái tâm đó thì nó không có thay đổi. Nhưng mà khi mà Hà nói về cái trạng thái khác rồi đó, thì nó là một cái tâm khác rồi. Đây là mình chỉ nói một cái tâm trong một cái sát na đó thôi. Thì khi ý của Nguyên Như nói là khi mà một cái tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ mà nó sanh lên á, cái trạng thái, cái bản chất của nó giống như chang như nhau. Còn khi mà một cái trạng thái tâm nói chung của Hà thay đổi thì đương nhiên, tự vì lúc Hà vui, lúc Hà buồn, lúc Hà tham nhiều, lúc Hà tham ít, lúc Hà tham mà nó có cái thọ hỷ ở trỏng, khi Hà tham có thọ xả ở trỏng. Nhưng mà cái đó là những cái trạng thái khác nhau của tâm thôi. Nhưng mà nói về cái tâm tham
mà thọ hỷ của Hà lúc nào nó khởi lên nó cũng giống như vậy hết. Dạ không biết Nguyên Như trả lời vậy có đúng ý của Hà hỏi hay không. Dạ Nguyên Như xin nhường mic lại cho anh Lý ạ. Anh Lý có câu hỏi hay là anh Lý có góp ý? Dạ em xin xuống. Dạ con xin đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Xin kính chào đạo tràng. Mình đem những cái thêm danh từ vô để mình giải thích thì nó sẽ lủng củng lắm. Nhưng mà ở đây nói mình để nói một cách dễ hiểu đi. Nếu chị Oanh thích một cái bóp Gucci thì chị Oanh sẽ muốn mua nó và muốn làm của riêng. Thì Nguyên Như nếu mà thích cái bóp Gucci thì cũng sẽ có một cái trạng thái giống như vậy, tức là cũng muốn nó đem nó về làm của riêng dưới bất cứ một hình thức nào. Thì cái đó gọi là, đó là nêu ra một cái ví dụ của tâm tham, tức là trạng thái của tâm tham của người này giống như trạng thái tâm tham của người khác. Còn cái trường hợp á, vì mà tâm á, thì nó thay đổi vì nó là pháp hữu vi, nó là một trong chư hành, cho nên là nó có thay đổi. Là vì trong lúc này mình thấy cái bóp Gucci mình thích, nhưng có thể mình bước ra ngoài xe mình đi về, cái người chạy xe ngoài trước nó ẩu mình làm mình khó chịu thì nó đổi qua tâm sân chẳng hạn, thì trạng thì cái tâm nó thay đổi tùy theo cái cảnh, thì cái đó là pháp hữu vi. Nhưng mà khi có tâm tham hiện bài thì cái trạng thái tâm muốn nắm bắt cái cảnh, muốn dính mắc với cái cảnh thì giống nhau giữa người này với người kia. Lấy ví dụ như là cái màu xanh da trời, tiếng Anh nó gọi là blue, tiếng Việt Nam nó gọi là xanh da trời. Nhưng mà nếu mà mình biết hai thứ tiếng thì cái ngôn ngữ đó là cái nghĩa, là cái chế định. Nhưng mà nó giống như cái ngón tay nó chỉ trăng. Thì mà khi mà chỉ về nói về cái màu sắc thì khi một cái người ta nói về cái tên của cái màu thì trong tâm của mình khởi lên cái sự hiểu biết về cái tính chất của cái màu đó. Thì cái màu đó là nó giống nhau, ai cũng biết cái màu xanh da trời nó ra làm sao, người Mỹ, người Việt Nam, người gì cũng biết cả, chỉ là thay đổi cái cách nói thôi. Cái đó là chủ của cái khía cạnh ý nghĩa của chủ của mọi chế định đó. Nhưng mà cái trạng thái không thay đổi không có nghĩa là cái tâm nó giữ y như vậy, nó không thay đổi từ phút này qua phút khác, không phải. Tâm thì nó thay đổi, nhưng mà trạng thái của những từng loại tâm mà được định nghĩa trên bản nêu thì tham nó là có tính chất như vậy, sân nó có tính chất như vậy, si nó có tính chất như vậy, thì từng cái tính chất này đó nó không thay đổi, và người nào cũng có những cái trạng thái tâm đó tùy theo đối tượng khi nó hiện bài. Thì nó khi mà cái cảnh nó hiện bài lên, khi một cái bóp Gucci hoặc là một chiếc xe đẹp hoặc là một cái người đẹp hoặc là một cái cảnh đẹp, một cái gì đó mà cho ta khởi lên cái sự thích thú, và ta thích ngoài thêm phía sau cái thích thú là cái muốn sở hữu cái điều đó, đó là gọi là tâm tham. Thì cái đó là cái sự không thay đổi của cái ý nghĩa tâm tham, chứ còn cái tâm thì nó thay đổi tùy theo cái cảnh mà mình đối diện trong từng giây phút. Mình nói nàng nó hơi sâu quá, nhưng mà mình nói giây phút trong từng cái cuộc sống từ chuyện này tới chuyện kia nó có thay đổi là như vậy. Không biết chị Oanh hiểu hay không, nếu mà không hiểu thì giơ tay, còn hiểu thì bỏ tay xuống. Dạ cảm ơn. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ con Mỹ, con kính đảnh lễ bà ngoại Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, con kính chào đạo tràng. Dạ Mỹ muốn thêm bổ túc thêm một chút là về cái tánh, cái cường độ của các cái tâm tham hoặc cái tâm sân, tâm si á, cái cường độ nó có sự thay đổi, có lúc nó cao, có lúc nó nhẹ, có lúc rất là yếu, có lúc nó rất là mạnh, thì cái cường độ nó có thay đổi. Nhưng mà cái bản chất dính mắc của cái tâm tham ấy, thì cái bản chất nó không có thay đổi. Cái dính mắc là muốn chiếm hữu, muốn nắm vô, không muốn bỏ ra. Thì cái bản chất đó nó không có thay đổi. Mà cái cường độ thì nó có sự thay đổi. Tại vì mình nhìn cái cảnh nào đó mình
thích không thích bằng người khác, thì mình không có dính mắc bằng những người khác. Người khác nhìn cái cảnh đó, cùng một cảnh đó, nhưng mà họ dính mắc hơn, thì họ không muốn bỏ cái cảnh đó, thì cái cường độ đó nó lại khác nhau. Nhưng mà cái bản chất của nó thì nó không bao giờ thay đổi. Thành ra cái nghĩa của cái bất biến là như vậy, là cái bản chất của nó không có thay đổi. Dạ, con xin xuống mấy cảnh. Nam Mô Bức Thai Giá, dạ con Nguyên Trang, dạ trước hết con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ Nguyên Trang thấy câu hỏi của đạo hữu Thâm Má Sá Vô, dạ mời mọi người cùng chia sẻ câu hỏi ạ. Tâm tham, tâm sân khác nhau chỗ nào, giống nhau chỗ nào? Dạ Nguyên Trang kính mời ạ. À, mời Hà, dạ mời Hà nha. Và rồi ha, Nguyên Trang xin xuống mít ạ. Nam Mô Bức Thai Giá, Nam Mô Tham Mạ Giá, Nam Mô Sang Ca Giá. Dạ, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm và sư Nguyên Thông. Dạ, cái này thì chắc trả lời có ai bổ thêm. Dạ, tâm tham với tâm sân là hai cái trạng thái tâm khác nhau. Tâm tham như nãy mình cũng có nói rồi, tâm tham là sự dính mắc, sự tham ái, dính chặt lại với cảnh, giống như mình thích ăn món này thì mình chỉ thích ăn cái món đó thôi, mình còn ăn món khác mình không chịu, không bằng lòng. Thì cái đó là tâm tham. Mà tâm sân là nói lên cái trạng thái tâm bất mãn, bất toại, không ghét, không ưa với cái cảnh. Thì cái tâm sân đó là bản chất của hai tâm đó hoàn toàn khác nhau, không giống nhau. Mà thường tâm tham, có tâm tham thì không có tâm sân đi cùng với nhau, mà có sân thì không có tham. Hai cái trạng thái nó cũng như đối ngược, nghịch. Không biết là nói vậy thì thôi, để không biết có ai có thêm góp ý gì. Dạ, xin trao mic lại. Dạ, đạo tràng, còn ai có cái ý bổ sung cái câu trả lời của chị Hà cho cái nick Thâm Má Sáu Vô không ạ? À, xin mời nha. Mọi người ráng một chút xíu ha, suy nghĩ chút xíu. Xin mời đạo tràng. Quanh lên thử đi nha, Quanh Phan lên thử đi, đâu có sao đâu, trong lớp mình thôi. Ok, như ngoài Quanh nha. Hồi nãy giờ chị Hà trả lời sao không có tính, bây giờ nói theo kiểu Quanh hiểu thử nha. Ok lên nha. Dạ Mô Phật, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, con kính chào đạo tràng. Nguyên Như kêu con lên thì con cũng lên, con góp ý chút xíu thôi, chứ thật sự ra thì con cũng không có giỏi mấy về pháp lắm, nhưng mà con cũng nói theo cái ý của con bây giờ. Thì con thấy tâm tham với lại tâm sân thì hai cái nó ngược với nhau. Tại vì tâm tham là cái tâm mình ham muốn, còn cái tâm sân là cái tâm mình không muốn cái điều đó, nên mình không muốn thành ra mình bực bội, rồi mình tức tối, rồi mình sân lên, rồi mình u phiền. Rồi còn cái tâm tham á, thì với tỷ mình muốn được nhiều tiền, rồi muốn nhà đẹp, muốn xe đẹp, rồi muốn có người yêu, hay là mình muốn có ăn ngon mặc đẹp, đại khái là những cái gì mình muốn là tâm tham, thành ra nó nhau hoàn toàn à. Dạ con xin xuống mít ạ. Xà thú, Quanh Phan xà thú, chị Hà. Dạ, cái câu trả lời cũng như thử ha, không biết có trúng không, đạo tràng nghe lại ha. Cái sự khác nhau của tâm tham á, là nó là dính mắc, ôm lại. Cái sự, cái về cái tâm tham là dính mắc, là ôm lại, là bám chặt. Cái sự, cái trạng thái của cái tâm sân á, là nó đẩy ra. Nó hờn giận, nó nóng nảy, nó đẩy ra. Rồi cái đó là cái sự khác nhau, nó ngược lại với nhau vậy đó. Mà có tham thì không có sân, có sân thì không có tham. Giống như là chị Hà nói, về cái giống nhau, quý như thấy thì nó nhiều cái giống hơn là cái khác. Chẳng hạn nó giống cái chữ tâm, không quý vị? Tâm tham hay tâm sân gì cũng là chữ tâm. Nó giống như chữ tâm là cái thứ nhất, quý như thấy. Cái thứ nhì, nó giống nhau cái chỗ là nó biết cảnh. Tâm tham nó biết cảnh không quý vị? Biết. Tâm sân nó biết cảnh không quý vị? Biết. Rồi cái giống thứ ba, như thấy đó, là nó nằm trong 12 tâm bất thiện.
hai cái tâm này là 12 tâm bất thiện thì nó là tâm bất thiện. Rồi cái nữa đó là nó nằm trong 54 tâm dục giới. Rồi sao? Đúng rồi, anh Chánh Tâm nói nó có hai nhân. Rồi có gì nữa? Rồi nó cũng có cái bảy cái sở bưu hữu biến hành. Là nói nhiều cái nó giống nhiều lắm. Nếu rồi sao nữa, nó nằm trong bản niêu, nó đâu có nằm ngoài bản niêu đâu. Rồi nó là chân đế, nó là pháp chân đế, nó là pháp có thực tính, nó nằm ở trong bản niêu, nó là pháp hữu vi. Trời ơi, nhiều lắm. Thành ra khi mà qua cái câu hỏi này của Thomas Wolf nè, thì Nguyên Như thấy á, khi mà mình nhìn về cái tướng riêng của một người nào đó, ví dụ như mình một cái người bạn hay người mình đi chùa hay là người trong sở mình ghét người ta đó, mình ghét tự mình nhìn detail, mình nhìn chi tiết qua cái tướng riêng quá đi, thành ra mình mới sanh cái lòng ghét bỏ đó quý vị. Chứ thiệt ra nó mình giống nhau nhiều hơn mình khác, quý vị có công nhận không? Mình đã là con người rồi á, thành mình giống nhau nhiều mình mới thành con người. Thành ra mình cứ nghĩ cái chỗ mà chút xíu này chút xíu kia rồi mình giận, mình không chơi với nhau nữa, chứ thiệt ra mình giống như chen nhau. Nhưng mà nói về tham bất thiện nè, nó khác cái chút xíu rồi còn như nó giống hết. Thành ra Nguyễn Như không biết là Kevin có thôi, bài tay Nguyễn Như xin mời nha. Sa đu Nguyễn Như. Dạ, hồi nãy giờ mình trả lời qua cái khía cạnh của cái tâm và cái pháp, nhưng mà mình cũng muốn nhắc thêm là qua tâm tham với tâm sân, nó tạo cho cái thân của mình như thế nào và tạo cho cái thọ của mình như thế nào, thì mình cũng có thể nhìn qua khía cạnh của thân, thọ và tâm pháp luôn, cả bốn. Thì lúc mà mình cái tâm sân đi nó dễ, thì lúc mà tâm sân thì cái thân của mình như thế nào thì mình nhìn thấy nó, cái miệng nó rung, cái mắt nó rung, hay là cái tai nó chân nó rung như thế nào, hoặc là cái tim nó đập mạnh thình thịch như thế nào thì mình biết được. Và qua cái đó thì mình cảm thấy cái cảm thọ như thế nào, thì con người mình nó nóng lên, cái tim nó nóng lên, hoặc là cái mặt nó nóng lên, hoặc là cái xanh lè, hoặc là mắt trộ ra, tai chân nó rung như thế nào đó, mình cảm nhận đó. Thì hai cái nó khác nhau. Chắc tâm tham thì chắc là làm cái thân của mình nó thọ lạc ha. Còn tâm sân làm cái thân mình thọ khổ hay sao, thì mình coi cái trạng thái đó, mình có thể nhìn qua cái khía cạnh của thân, thọ và tâm pháp luôn cả bốn. Dạ mình xin bổ sung cái chuyện đó. Dạ con xin xuống mic ạ. Dạ theo cái câu hỏi á, một người mê gái á, là tham hay si? Tham hay si thì Nguyên Như theo phân tích của Nguyên Như thấy đó, thì khi mà thôi Nguyên Như nói riêng một cái phần về tham hay sân đi, hồi nãy anh Mỹ mới vừa nói á, là mình rung xong rồi mình giận rồi cái mình trợn mắt lên, thì khi mà cái cô gái mà cô gặp cái anh mà cô yêu đó thì cổ cũng rung như vậy, rồi cũng cái mặt cũng đỏ vậy, mà nó cũng nói lắp bắp, nhưng mà Nguyên Như chỉ không có thấy con mắt nó lòi ra thôi. Chứ còn như thế cái gì nó cũng giống nhau hết. Thành ra cái chỗ đó là theo anh Lý hồi sáng anh Lý nói là như vậy, là anh Lý nói cái đó là rung là sân hay là rung là si anh Lý. Nguyên Như xin mời anh Lý nha. Chàng hơi bán cái. Dạ Nam Mô Bụt Tha, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Kha, dạ. Cái câu hỏi trở lại là, để đọc lại câu hỏi cho nó rõ, là tham, mê gái là tham hay là si? Theo chi pháp định nghĩa thì cái nào có tham thì nó cũng có si trong đó, và có sân thì nó cũng có si trong đó. Nhưng mà đứng về cái khía cạnh mà cái tâm mà trước cái cảnh mà có chữ mê trong đó, mê ở đây là không biết là thích hay là mê là đang mê muội, chắc có lẽ là mê là thích, thì nếu mà là thích á, thì cái tâm trước một cái người con gái mà gọi là mê gái thì chắc có lẽ là nó là tâm tham, tại vì nó có trạng thái dính mắc vào cái đối tượng, và cái đối tượng ở đây là cái cô gái. Còn nếu mà phân tích sâu hơn nữa thì
Tham thì nó có cái gốc si, là vì nó có cái sự không hiểu biết, cho nên mới có sự dính mắc. Cho nên là nếu mà nói trả lời câu hỏi trực tiếp thì mê gái đó là thuộc về tâm tâm tham. Còn nếu mà hỏi sâu thêm nữa thì tham ở đâu có, thì nó có từ suy ra. Thì xin phép trả lời ngắn gọn như vậy. Dạ dạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Thầy Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Dạ, con một lần nữa đảnh lễ sư Thanh Tâm và sư Nguyên Thông. Dạ, thì muốn thêm cho cái phần của anh Lý về về câu hỏi. Thì thật ra trong tạng kinh á, thì mình thấy Đức Phật chỉ thuyết nói đơn giản là tham, sân và si thôi, chứ không nói chi tiết. Nhưng mà khi qua cái phần vi diệu pháp thì mình thấy Ngài lại chia sẻ, mà chỉ có một cái tâm tham thôi mà Ngài chia sẻ đến 8 cái loại tâm tham. Thì mình thấy trong đây có những cái yếu tố phụ nó đi kèm với nhau, như là tâm tham nó có cảm thọ gì và nó đi với cái cảm thọ gì, và nó có cái bổ trợ, hỗ trợ được người khác thúc đẩy hay tự mình làm, và nó có ly tà hay hợp tà. Thành ra một cái tham thì mình thấy nhiều khi nó được chia trẻ ra trong vi diệu pháp, đến tham có tà kiến hay là tham có ngã mạn, và nó có cái cảm thọ gì. Thì nó cũng giống như cái câu hỏi của anh nói về mê gái, thì ban đầu cái tâm tham đó là cái ban đầu, cái trạng thái đầu tiên nhất thấy cái tâm tham nó dính mắc vô mê muội cái cô gái đó, thì cái tâm tham đó là cái tâm tham đầu tiên, nó là nó trạng thái của tham. Nhưng mà tham thực sự ra cái nguồn gốc do có tham là do bị si mê, không có biết hiểu cái lý của cái pháp thực tính chân của chân đế, là do si. Thành ra từ cái gốc á, thì là si, nhưng mà cái trạng thái mê của cô gái đó đầu á, thì là tâm tham, rồi cộng cái gốc nó là si. Dạ, thưa, xuống mic để nhờ với vị khác thêm. Tiếp theo. Xin kính chào, xin kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, xin chích gốc xin kính chào đạo tràng. Chỉ xin góp ý ha. Nếu mà nói cho ngắn gọn á, thì tham á, là cái đặc tính của nó là dính mắc cảnh. Và sân á, thì sự bất mãn với cảnh. Vậy ha, nói ngắn gọn. Mà nếu mà nãy anh hỏi tâm tham, cái mê gái là tham hay si, thật ra nếu mà nói đúng á, chỉ pháp á, thật ra chỉ pháp á, tham, mê gái là tham, chứ không có vụ mà nói là si được. Tại vì trong tham á, là nó đã có si rồi. Ok. Tại vì nếu mà nói mê là tại vì mình thích, mình bị dính mắc, thì nó mới là tham thôi, chứ không phải nói si được. Vì trong tham nó đã có si, thì đó là cái đó là trả lời. Nếu mà đúng đó, thật ra đó là tâm tham thôi, chứ không có thể là nói là chỉ si được, tại vì tham mới dính mắc cảnh. À ha. Còn như là vị trí tâm sân á, mà nói mà gung hay nóng hay giận á, thì cái đó là bất mãn cái cảnh mà mình muốn đẩy nó ra, mình đâu có thích người đó đâu. Vị trí mình ăn cái món ngon không, món mà không ngon ghét nó mình đẩy ra, hay gặp cái người nào mình thích thì mình tránh, nó là tâm sân tự nhiên nó động, chứ không phải nói mà là si được. Tự tâm sân là nó có si trong đó rồi. Yeah. Thì thì mình xứng với ta, cảm ơn. Sa thú cả nhà. Dạ, Nguyên Như thấy có câu hỏi của Kevin post lên, rung vì sợ bị người ta chê là tâm gì? Nguyên Như xin mời Nguyên Trang nha. Nguyên Trang rành cái này lắm nè. Ô, sư Tâm đưa tay. Dạ, con xin
sám hối với sư, con xin sư trả lời câu hỏi ạ. Dạ, mô Phật, kính chào đạo tràng. Sư chỉ muốn nói thêm một chút xíu ở cái chỗ tham á. Anh chánh tâm và quý vị nói rất là đúng, rất là hay. Dạ, sư chỉ thêm ở cái chỗ này thôi. Cái tâm tham á, nó có hai từ nha. Một từ là chanda và một từ là tăng ha. Thì cái gốc vẫn là gốc của nó vẫn là tham, nhưng mà cái chanda đó là nó muốn, tham là muốn dính vô trong cái cảnh thiện ha, cảnh thiện. Còn cái tăng ha đó là cái tham bất thiện ha, là dục tăng. Cho nên quý vị nhớ thêm hai cái từ này nữa, đó là chanh đa và tăng há ha. Tăng há là tham vô những cái cảnh có thể nói là bất thiện á ha. Còn tăng ha, chanh đa là thiện. Rồi như vậy đó ha. Sư Thông nói hay nè, tăng ha là tha mái đó. Rồi mời Nguyễn Như ạ. Sa thú. Dạ con thỉnh sư Thanh Tâm trả lời câu hỏi cho anh Mỹ luôn sư Tâm. Anh Mỹ có thể post lại câu hỏi dùm cho Nguyên Như. Dạ con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm, xong rồi con kính thỉnh sư Nguyên Thông nữa. Anh Mỹ có thể post lại câu hỏi dùm, nó chạy ra mất tiêu rồi. Dạ con để con lôi lại nha. Sao nó chạy, nó trôi, có mất câu hỏi rồi quý vị. Rung vì sợ bị chê là tâm gì? Dạ, con xin kính thỉnh sư. Dạ, mô Phật, anh Lý trả lời đúng rồi nè. Rung sợ là sân á. Bây giờ một đứa bé mà ai nó gặp một cái người lớn mà lạ đó, nó sợ, thì nó rung, là đó là sân ha. Sợ là nó nằm trong cái dạng của tâm sân đó quý vị. Yeah. Nghe kịp ha. Rồi kính mời đạo tràng. Dạ sa thú sư Thanh Tâm. Dạ kính thưa cả nhà, hồi nãy sư Thanh Tâm có nhắc lại cho chúng ta cái chữ chanh đá đó, thì cái chữ chanh đá đó như xin ôm lại một chút xíu. Nếu mà quý vị có học rồi, còn nếu không á, thì mình cũng như nghe lại ha. Chanh đá đó thì nó có ba loại. Thứ nhất á, là nó là tham dục. Thứ hai đó là pháp dục. Thứ ba đó là tác dục. Thì cái tham dục đó là cái phần tham ái bình thường của nhân gian thế gian. Còn cái phần mà pháp dục á, là về mình thích hành thiền, mình thích điều thiện hoặc là mình thích học pháp. Thì cái đó thuộc về pháp dục. Còn thứ ba đó là về cái tác dục. Thì những cái tác dục này là của bậc A-la-hán chứ không phải là của phàm nhân của mình. Và nó có ba loại tất cả. Xin cả nhà ôm lại một chút xíu chỗ đó ha. Và bây giờ con thấy là 11 giờ 3 phút rồi. Thôi mình cũng thấy mình tạm nghỉ ở đây được rồi quý vị ha. Cũng là trễ rồi. Mình sẽ tiếp tục cái cuộc học này tuần sau ha quý vị, rất là xa thú. Hôm nay mọi người học rất là vui, cười đau bụng luôn. Dạ nếu mà quý vị nào có muốn Nguyên Như chuyển bài cho quý vị cái buổi học để quý vị coi trước đó, thì quý vị có thể bấm vào cái nick của Nguyên Như, quý vị gửi qua cái email hoặc là quý vị bấm cái số Viber, thì khi mà mình có lớp đó, thì Nguyên Như vẫn nhận được cái email hoặc là cái Viber của quý vị. Thì giống như Nguyên Như đã gửi cho mấy bạn còn lại đó những cái bài học. Thành ra quý vị vô lớp của mình đó, quý vị khỏi cần chép bài, Nguyên Như sẵn sẵn hết rồi, để mình không có cần mình ngồi mình chép nữa, mà mình ngồi mình suy nghĩ
rồi để mà một hồi mà mình có thể mình lên mình sinh hoạt với nhau đó thì mình nhớ bài nhiều hơn ha quý vị. Chứ mình mà Nguyên Như không có muốn biết gì ngồi xuống mà chép nữa, cực khổ lắm. Bây giờ con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông có thể thay mặt cho chư tăng để mà chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay bạch sư. Con xin dâng mít lại cho sư ạ. Phavatu sabba mangalang ratkhang tu sabba devata sabba buddha ave nisada sauti favang tu te Phavatu sabba mangalang ratkhang tu sabba devata sabba dhamma nufa ave nisada sauti favang tu te Phavatu sabba mangalang ratkhang tu sabba devata sabba sangha nufa ave nisada sauti Và vâng tu tê tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo Pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng. Các sư thanh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, được thành tựu mỹ mãn. Nguyên Như gửi bài cho sư luôn nha con. Cảm ơn con. Thank you. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, và con Nguyên Trang, và một lần nữa con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, và con kính chào đạo tràng, và sau đây con kính mời đạo tràng cùng con sám hối. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước tiều chúng sanh, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong các vị hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà con đã trong sạch, mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ nằm nơi tâm trong ngày vị lai. Và sau đây một lần nữa chúng con xin tri ân sư Thanh Tâm, sư Nguyên Thông đã đến với đạo tràng và tham gia buổi sinh hoạt nhóm của chúng con ngày hôm nay. Và ngày mai là giờ của sư Pháp Tính. Con kính mời đạo tràng trở lại Zoom vào 9 giờ tối giờ Hoa Thịnh Đốn. Và con kính chúc đạo tràng có một đêm an lành. Và sáu thời đều an lành. Chúc các tất cả mọi người là ngủ ngon ạ. Con xin xuống mít ạ.